Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Xe Đét. Hôm nay mình lại tiếp tục lên Local for Hoa Giấy Mỹ đó các bạn. Hôm nay mình sẽ có 6 bộ combo nha các bạn. Và đây là bộ combo lớn nè. Bộ combo lớn mình có 2 bộ nha. Và những bộ bên đây là những bộ combo tầm trung. Và mình cũng đã chọn vị trí quay khác các bạn. Ở đây thì mình có mái che đàng hoàng. Mưa nó không có dột. Mấy ngày nay chung khu vực mình mưa rất là nhiều các bạn. Mưa lũ quá trời. Rồi, hôm nay mình sẽ lên video đầu tiên là một video combo cây lớn các bạn. Dáng của nó là dáng thú các bạn. Anh em có thể làm đổ treo cũng được nha. Cây đầu tiên tam tài ba cành. Đây là cây đầu tiên của bộ combo số 1 nè. Kích thước thì anh em có thể so sánh với chai bia cho mình nha. Hoành thân của nó tầm khoảng 20 các bạn. Đế thì rất là to. Cây thứ hai cũng là một cây tam tài bắt cặp được với cây số 1 các bạn. Cũng dáng thú luôn. Đế thì đế cao rất là đẹp trai nha. Đây, hai bên cây đây. Rồi, đây là cây thứ hai nha các bạn. Đó, anh em thấy cáp cặp rất là phù hợp nè. Rồi, tiếp tục cây thứ ba. Đây là cây thứ ba các bạn. Và đây là cây thứ ba. Cây thứ ba cũng là một cây thân thú luôn các bạn. Cây này hoành chắc khoảng trên 20 các bạn. Và đây là cây thứ tư. Cái bộ này hồi ngộ những cây thân thú nha các bạn. Để xoắn bó đẹp nha các bạn. Cũng cây tam tài luôn, thân thú. Đây là cây thứ tư. Và đây là cây thứ năm. Nói chung bộ này cây nào để cũng khá là đẹp trai hết các bạn. Cũng cây thân thú luôn. Cho mình quay một mình cho mình khó đo thông số, nó hơi bất tiện. Anh em có thể so sánh với chai bia cho mình nha. Hoặc là so sánh cái chân mình nè. Đế rất là to nha các bạn. Rồi 5 cây này giao lưu anh em 1.350.000. 1.350.000 1.350.000 cho một cái bộ combo 5 cây lớn này các bạn. Đây mình sẽ để xa ra cho các bạn dễ ngắm nè. Mình gom lại một đống luôn các bạn. Cây đế rất là đẹp nha, 1.350.000. Cái giá này là đã được bao cước rồi nha các bạn. Bao cước cho bạn tận nhà luôn nha. Rồi bộ combo số 1. Chúng ta qua bộ combo số 2 nè các bạn. Bộ combo số 2 này giao lưu anh em 1.3 nè. 1.300.000. Chúng ta có cũng được 5 cây. Cây cũng khá là to. Cây này tông cao nha các bạn. Tông cây này cao. Đế rất là đẹp. Anh em có thể so sánh với chai bia cho mình nha. Rồi cái cây thứ hai các bạn. Cây thứ hai một cây bộ đế cực kỳ đẹp trai. Cành chi phân đầy đủ luôn nha, tàn trực nha các bạn. À. Trực tặng thiên nhiên. Đế cao nè, đế đặc nè. 5 cây giao lưu anh em 1.3 triệu nha. Tính ra cũng tầm khoảng hơn 250 cây các bạn. Nhưng mà đây được bao cước nha, anh em ghé nhà giao lưu mình giảm các bạn 100k một bộ nha. Bộ này tiền cước rất là cao với cũ nó nặng các bạn. Rồi, cây thứ ba nè các bạn, một cây bonsai nha. Bonsai cũ đẹp nè. Và đây là cây thứ tư. Cây thứ tư một cây thân thú. Dáng hồi đầu rất là đẹp trai các bạn. Đế dài nha. Cây thứ năm. Một cây bonsai lùng lực. Rồi mình sẽ gom lại cho các bạn dễ xem nha. Rồi 5 cây mình sắp ngay hàng thẳng lối nè các bạn. 5 cây này 1.3 triệu. Bao cước tận nhà các bạn luôn nha. Anh em có thể so sánh với chai bia nha. Cây to rất là to nha các bạn. Rồi chúng ta qua bộ combo số 3. Rồi bộ combo số 3 này mình có 5 cây. Bộ này mình giao lưu anh em 800k nha. 800k 5 cây này cũng đã được báo ship nha các bạn. Chúng ta có 2 cây một thân nè. 2 cây một thân cũng bắt cặp dễ các bạn. Cây rất là to nha. Hoành cũng khoảng 18-20 các bạn. Và tiếp theo cây thứ 3 là một cây bonsai lùng lực các bạn. Dáng rất là đẹp trai nè. Cây thứ tư, một cây ngũ phúc. Tàn thiên nhiên đế cũng khá là đẹp trai. Cuối cùng là cây thứ năm, một cây thân thú. 5 cây này cây lớn thì hoành tầm khoảng trên 20 nha các bạn. Như cây này hoành trên 20 nè. Còn hai cây nhỏ đế đẹp này thì hoành không tới 20 nha. Nhưng mà cây đế nó đẹp hơn.
năm cây này giao lưu anh em 800k thì tầm tính ra đâu có 100 mấy chục ngàn cây các bạn, 160 ngàn cây thôi đó mà được bao cước các bạn luôn nha. Thì anh em đặt hàng bên mình thì anh em phải chuyển khoản cho mình mới gửi hàng được nha các bạn. Mình luôn nói trong những cái video của mình, vì một số anh em đặt hàng mà không chuyển tiền á ra người ta sẽ bơm hàng mình đó các bạn. Gần đây thì mình lúc trước mình có giao code nhưng mà giờ mình sẽ không giao code các bạn. Giờ anh em mà không tin tưởng thì có thể cọc cũng được nha. Cọc thì đủ tiền cước 2 triệu là mình sẽ giao. Anh em nhận hàng và kiểm tra đúng như hàng trên video này thì thanh toán phần còn lại cho mình. Tuy nhiên anh em mất thêm 16.000 phí thu hộ nha. Còn phí ship mình đã bao ship cho các bạn rồi. Còn phí thu hộ thì họ thu các bạn thêm 16.000 phí thu hộ nữa các bạn. Còn anh em nào chuyển khoản đủ cho mình thì thôi. Đây là bộ combo thứ 3 các bạn, 800k bao ship tận nhà nha. Anh em ghé nhà giao luôn giảm anh em bộ 80k nha. Đây anh em có thể so sánh với chai bia. Cây cũng rất là to các bạn. Có nhiều anh em thắc mắc hỏi sao mà cây nhỏ cây lớn đồ, thì mình nói thẳng với các bạn luôn, cái kiển này thì có nhiều loại lắm. Chẳng hạn như cây này hoành trên 20 nè, nhưng mình bán có 160 ngàn à. Nhưng mà cũng có cây hoành khoảng 18-20 thôi mình bán 300 ngàn luôn. Tại vì cây kiển thì nó lại thuộc vào thân thế dáng đế các thứ như các bạn, chứ không phải lúc nào cây to cũng sẽ mắc tiền đâu nha. Cây to giá ra bèo rồi thì cây xấu. Còn cây nó nhỏ thôi nhưng mà nó đẹp trai thì vẫn bán có giá nha bạn. Đây là bộ combo số 3. Chúng ta qua bộ combo thứ 4 nè. Bộ combo thứ 4 là mình giao luôn em. Chúng ta có 5 cây. Cũng giao luôn em là một bộ gì là 800k bao ship tận nhà luôn nè. Đầu tiên mình sẽ cho anh em xem cây thứ nhất nha. Cây thứ nhất là một cây đế cao. Tàn thiên nhiên cũng khá là lùng lực đẹp trai nha. Đế đẹp à, màu cây. Và cây tiếp theo, cái bộ này mình giao luôn anh em 750k thôi các bạn, 750k nha. Mình có 5 cây bao ship tận nhà tính ra 150.000 cây nha các bạn. Cái này cây thứ hai nè, giảm em bộ này 50k nha. Cây thứ ba nè các bạn, đế cao tủ treo nha, rất là đẹp. Cây thứ tư cũng du đế luôn các bạn. Tuy mặc dù cây này hơi nhỏ nha, nhưng mà bộ đế nuôi tương lai rất là đẹp trai nha các bạn. Và cuối cùng cây thứ năm cũng cây đế đẹp luôn. 5 cây này mình vẫn giao luôn anh em 700k, 750k bao ship tận nhà cho anh em luôn nha. Anh em ghé nhà giao luôn mà giảm anh em 80k từng ship bộ này nha. Rồi chúng ta qua bộ tiếp theo. Bộ tiếp theo là bộ combo số 5 các bạn. Bộ combo số 5 đây. Bộ combo số 5 thì mình có tới 6 cây các bạn. Đây. Cây đầu tiên. 6 cây mình giao luôn anh em 850 nè. 850 6 cây thì tính ra chưa được 150.000 cây nữa các bạn. Cây thứ hai, cây cũng cực kỳ quái luôn nha các bạn. Cây thứ ba nè các bạn. Đế quá trời luôn. Cây thứ tư. Cây thứ tư này cây rất là to nè, mà điều đế nó không có ngoằn ngoèo không. Đế thì sổ dài rất là cao rồi, hơn 4 tấc các bạn, hơn 40 cm nha. Cây thứ năm, cây bonsai. Cuối cùng cây thứ sáu. 6 cây mình giao luôn anh em 850 nha. 850 bao ship tận nhà các bạn luôn nha. Anh em ghé nhà giao luôn mình giảm anh em bộ này 100k tiền ship nha các bạn. Rồi đây là cái bộ combo số 5 nè. Chúng ta qua bộ combo số 6 nha. Bộ combo số 6. Bộ combo số 6 này thì mình có được là 7 cây các bạn, 2 cây nè. 3 cây. Cái cây này nó chân nó dài lắm các bạn. Cây này mà anh em nào trồng đổ trên ban công đổ xuống là phù hợp nè. Đế cây này sổ khoảng 60 cm các bạn. Khoảng 3 gang, hơn 3 gang mình luôn á. Đế nó cao á, này nó ốm nha, như con một con lãi các bạn. Như một con rắn lãi nha. Rồi ok, cây thứ ba nè các bạn. Cây rất là quái nha. Cây thứ tư cũng cây đổ sổ dài luôn, cũng như một con rắn lãi luôn nè. Đó, sổ cực kỳ dài luôn. Cây thứ tư nè. Đây chúng ta còn một cây thân một thân nè. Cây này có hai rễ nè. Là cây thứ 6 nè. Cuối cùng cây thứ 7 đây. Rồi 7 cây này mình giao luôn anh em 950k bao ship tận nhà nha. 950k mà 7 cây thì đâu đó cũng trăm ngoài ngàn cây thôi các bạn. 950k bao ship tận nhà, ghé nhà giao luôn mình giảm anh em bộ này 100k. Rồi cái giao lưu cuối cùng, đây là bộ combo cuối cùng của video mình hôm nay. Hôm nay mình sẽ có 6 bộ combo thôi bạn. 2, 4, 6 đúng rồi.
Hôm nay mình có 6 bộ combo thôi. Đây là bộ combo số 6, là bộ combo cuối cùng nè. Cái bộ này khá là đặc biệt nè, giá này khá là hấp dẫn luôn bà. Hai cây này không, anh em về bên hai cây không đổ, để hai bên ban công là cực kỳ đẹp trai rồi. Mấy cái này mình sẽ cho ra làm bộ bonsai nhỏ để chính giữa nha. Nói chung rất là đẹp trai và dễ xài. 950k bao ship tận nhà. Rồi mình hôm nay mình sẽ lên trước mắt nhiêu đây thôi, hàng mình còn rất nhiều nha. Nhưng mà mấy ngày nay do mưa bão khu mình quá nhiều quá, cho nên mình không có thời gian chuẩn bị cây. Em đặt hàng thì có thể là cần những cái mẫu như thế nào đó, hay là ép Zalo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của bạn đó, mình sẽ gửi mẫu thêm nha. Rồi xin cảm ơn em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.